Mới chào toàn thể quý vị anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh thì nay mình sẽ làm cái chủ đề sẽ lên cắt đôn cho mai sau khi ghép nhá, hôm nha nha. Thì cái lô đây thì anh em nào hay xem kênh thì cũng biết là cái lô này thì năm ngoái mình nhận hồi tháng tháng 6 anh em, tháng 6 năm vừa rồi. Thì giờ nó hơi suy, cây thì nói chung thì toàn cây vít không anh em. Nói chung là thân thủ của họ là mấy cây này là toàn cổ điện luôn. Cổ điện thứ thiệt luôn nha anh em. Thẳng tưng. Thì trên thực tế thì trong quá trình ghép anh em thì không phải là cây nào nó giống cây nào đâu nha. Có nhiều cây á, khi mình ghép á, nó bị ví dụ mình ghép là ví dụ như là 15 bo đi. Thì nhiều khi á nó bị khoảng tầm 2 đến 3 bo hoặc là bị yếu đi. Thì như vậy thì mình mới phải cắt đôn anh em, chứ còn như bình thường thì cũng không cắt đôn. Cái loại này thì mình ghép vào tháng 7. Tháng 7 năm vừa rồi anh em. Ghép tháng 7 năm vừa rồi. Thì như những cái đây thì mình không cắt đôn này anh em. Bởi vì nhưng mà cái đây thì cũng không nhất thiết là phải cắt đôn thôi anh em. Nó phụ thuộc thì tùy theo từng điều kiện của cái cây. Rồi nó tùy theo từng cái tàn của cái cây. Rồi nó phụ thuộc cái gian lạ cái tán lá, ví dụ như cây nào mà khi mình ghép anh em mà nó khi mình ghép mà nó không đều anh em. Ví dụ mình sẽ ví dụ cho anh em mà một số cơ bản này. Ví dụ này anh em. Một cái cây thế này. Ví dụ như là mình ghép cái cành đây dính này. Cành đây dính rồi không anh em? Ở cành này dính nhỉ, ví dụ như cành này mà cũng dính nhưng mà nó dính chậm hơn, nó yếu hơn đó. Mà nó mới ra được có xíu xíu ngay đây này, nó ra ngay điểm ngắn thế này, nó không chịu phát đi tiếp á, thì buộc lòng là mấy cành này mình phải cắt đôn hết lại anh em, cắt giật lại đây này, cắt giật lại này, cắt giật lại gần điểm mắt ghép để cho nhựa nó sẽ nuôi cái cành yếu này nó đi dài ra, thì nó sẽ giúp cái cây mình đều đều cây hơn. Như vậy cho nên là cái, giống như cây này của mình thì cũng không hề cắt đôn anh em, cái này thì không hề cắt đôn, để vậy luôn, muốn lên kiểu gì thì lên. Mai mốt chỉ việc đưa dây vô rồi bẻ dựng rồi uốn thí xác ra tàn làm sao cho nhìn đều 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 là được. Chứ còn có một số cây thì mình cũng cắt đôn nha anh em. Ví dụ như cây này thì mình cắt giật này anh em. Cây này thì mình mới cắt giật lại này. Tại vì cành nó ra thứ nhất là không đều, mới thứ hai là không phải ghép 10 bo, không phải ghép bo nào cũng sống. Mà nhiều khi sống rồi khi ra ngoài trời nắng nhiều cái bo nó vẫn bị quỵ hoặc là phải ghép đi ghép lại thì người ta mới phải cắt đôn anh em. Còn bình thường thì không cần phải cắt đôn đâu. Khi anh em ghép ra mà nó ra thế này thì anh em đợi cái cành nó già già xíu, bắt đầu đi dây cong lượn theo cái thế dáng nào mà anh em cảm thấy phù hợp á thì mình đi cho nó cong lượn, chứ không nhất thiết là phải cắt đôn làm gì. Có rất nhiều anh em thắc mắc hỏi là tại sao mà khi ghép mai phải cắt đôn. Ở trên thực tế là không cần phải cắt đôn. Cắt đôn là lý do là thiếu tàm, thiếu nhánh, thiếu chi, hoặc là cành nó đi mạnh quá, cành nó đi yếu quá thì người ta sẽ khó xử lý thì người ta mới cắt đôn thôi nha. Cái này nha, cái đây thì mình ghép cũng lâu rồi này, cũng cùng thời điểm này. Nhưng cái bo này là anh em đấy này, mình ghép sau cùng này. Bây giờ cái bo này nó mới là linh dí này. Đó, thì buộc là mình phải cắt giật những cái hướng này, những hướng kia để cho cái cành này nó nhựa đẩy lên nó nuôi cành này cho nó nhanh kịp ấy. Thì mới phải cắt đôn nhanh nha. Chứ còn như bình thường thì nếu như cành này nó ra dài thế này, ví dụ nó ra dài như mấy cành kia thì mình uốn lượn ở đây thì cái tán hướng này nó sẽ đều này anh em để ý này. Ví dụ như là cái đây thì mình cắt giật này, thì nếu không thì nó ra tới đây rồi này anh em, nó ra khoảng tầm 450. Thì ví dụ như cái này mà không bị trục trặc á thì mình cũng để nguyên luôn, nó sẽ ra 450 nha anh em. Thì như vậy là mình đâu cần phải cắt đôn ngay đâu anh em, cho nên là nó tùy cây. Cái đây mình phải cắt giật này anh em, cái này này do mình ghép nó không đều này thì mình cắt giật này, chứ không có nghĩa là cắt giật á là cái cây mai ra tốt hơn, là không phải nha anh em. Đúng ra theo nguyên lý của một cái cây mai ấy, thì anh em phải hiểu là lá càng nhiều ấy, thì cây mai càng sung, mà lá càng to càng dày ấy, thì cây mai càng sung, mà trên cây càng nhiều lá thì càng sung. Còn nếu như trên cây mà lá ít anh em thì thật sự là cây nó sẽ không sung được, không quang hợp được ấy. Cho nên là bẩn cùng lắm người ta phải đi cắt đôn này nha, chứ không ai là đi cắt đôn thế này cả. Giống như mấy cây đây này cũng cắt giật, mình có cắt giật mấy cây luôn, bởi vì nhát ghép của mình nó không phù hợp ấy, cho nên mình có cắt giật. Thì mấy cái đây bây giờ cắt giật nó đang ra lại này, mình cắt giật này. Đây là cái đây mình cắt giật là lý do để mình nuôi cái bo đây này nha. Cái bo đây của mình nó bữa nó khá yếu á, khi mình cắt giật là mình chừa cắt giật, khi anh em cắt giật thì cái cành nào yếu nhất anh em đừng cắt, thì nhựa sẽ nuôi cành đó, cho nên bây giờ nó sẽ nuôi cái cành này từ cái lên này đó, thì cái cành này sẽ khỏe lên đấy. Thì không nhất thiết là cắt đôn nó nha, giống như cái đây cũng phải cắt giật này, chứ không là nó nuôi cành nó yếu này. Đây rồi, như những cây đây thì mình ghép thì nó đều tay rồi này, tức là nó đều tay đều tán thì mình không cắt giật nha. Tuy không phải là cây nào cắt nhá, giống như cây này mình không cắt giật này,
để tù mẹ thôi, cho cây nó sung mãn. Rồi sang tháng 4 bắt đầu đưa dây vô sửa, thì cành nào mà lệch không đúng hướng thì mình bỏ, còn cành nào mà đúng hướng thì mình giữ lại. Đó là tùy theo vào cái thế dáng, thì nó phụ thuộc tùy theo là lối chơi và tùy từng người, nên là mình sẽ không nghiêng về cái phần thế dáng nha. Anh em cảm thấy cái dáng nào nó phù hợp thì anh em chơi thôi, và nó tùy theo phù hợp theo từng dáng cây. Đó, như cây đây là mình thì phải cắt giật này, cắt giật ra thì nó khổ anh em, bởi vì khi anh em cắt giật là cái tượng nó phóng nó sẽ dài đó, nó sẽ phóng dài hơn là cái thằng mà anh em không cắt giật ra thì cảnh đi ngắn hơn, cho nên là bần cùng lắm người ta mới đi cắt giật, chứ không ai đi cắt giật cả. Người ta đợi cành nhánh sum xê này, người ta đưa dây vô, người ta bẻ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trái, hướng phải, cái hướng nào mà người ta thích thì người ta bẻ thôi. Đấy, tóm lại là cái hướng nào người ta thích thì người ta bẻ. Còn ví dụ như mà trong quá trình ghép mà bị liệt một bo, hai bo thì người ta mới áp dụng cái phương pháp là cắt giật, cắt đôn. Giống như cây này như thế này, thì cành nó đi hơi dài, thành thử là mình muốn cắt giật để cho nó đẻ ra nhiều nhánh, sau này mình dễ xử lý là bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ tới, bẻ lui. Đó, thì giống như tình trạng cây này thôi. Cái này thì mình cũng ghép cùng thời điểm đó, mình cũng không hề cắt đôn anh em. Cái này không cắt đôn, và cái này không cắt, chỉ cắt cả mấy cây thôi nha. Ví dụ như cái này cắt đôn này, đây, cái này thì nó thiếu thân thiếu thế, mà cắt đôn nó thì nói chung là lá nó ra thì anh em nhìn thấy nó to hơn, nó dày hơn, nó khỏe hơn, nhưng thật ra thì nó còn thua cái này anh em, bởi vì cái lượng lá của cái cây này nó rất là nhiều, cho nên bộ rễ nó phát triển sẽ nhanh, mạnh. Còn bộ lá của cây này nhìn thấy mướt mát này thôi, nhưng mà số lượng lá nó rất là ít, số lượng lá nó ít, thành thử là sẽ không khỏe bằng cây này thôi anh em. Nếu mà tính về sức khỏe thì bên mình, canh mình chủ yếu là chăm, chia sẻ cách chăm cho nó sung cây thôi, cho bông hoa nhiều thôi, chứ mình không có chia sẻ anh em là sửa theo cái dáng là dáng gì đó, thì tùy theo lối chơi thì từng người đó. Chứ cái này cắt giật thì nhìn thấy lá to này, chứ mà không loại và cái bọn lá nhỏ hơn này đâu. Vậy bọn này nó thuần rồi nhé, thuần giờ chỉ việc đưa dây vô thôi, đưa dây vô lá xanh dày, đưa dây vô. Đây thằng này thì cột điện chia đôi. Cái đây thì do mình ghép cũng theo yêu cầu chủ cây thôi nha. Cái này chắc mai mốt họ về họ cũng trồng dưới đất thôi, chứ không thì đúng là cái này cắt lùn đâu dưới đây này. Nhưng mà mỗi người mỗi dáng nha, mình không liên quan, không chia sẻ về vấn đề thế. Dàn này thì không phải của mình. Cái đây thì hôm vừa rồi mình cắt giật này, bởi vì cảnh hôm trước nó đi nó dài đòn á, giờ mình cắt giật để chờ nó phát triển êm á, rồi đưa dây vô bẻ lằng hoằng, giống như rồng rắn lên mây gì đó, bẻ thí xác rồi cuối năm họ mang cây về, rồi họ trồng dưới đất, coi như là mình hoàn tất, chứ không thể sửa kỹ được cái này anh em, bởi vì mấy cây này sửa thật sự là cũng mở mắt ra cũng thấy đường nào, khó mà sửa ra được một cái cây đẹp, trong khi là cái thân thủ của nó đã không ra sao. Đó, ví dụ như còn về cái thế dáng thì mình xin chia sẻ thật anh em, đó là tùy từng thế dáng, tùy từng cây, cho nên là anh em cảm thấy cái dáng nào hợp thì anh em mình tương thôi, chứ mình thì không chia sẻ về thế dáng nhé, bởi vì anh em đấy mai mình toàn ra hàng này mới hàng này không này, đó đấy đâu không có đâu nha. Mai này là mai của Gia Lai, có một cây mai rừng ở nhìn còn được này. Mai rừng đây thì quả bên Lào, cây này ở bên Lào này nha, thì nhìn thấy dáng còn được. Còn mấy cây đây thì nói chung là người ta chơi hàng bông mà nha, chứ quan trọng là cảnh lánh lá nhiều, cảnh nhiều, bông nhiều, rồi ra một cái tán dù là được rồi, chứ không thể nào mà sửa theo một cái thế thần là cả nha, bởi mình chơi hàng bông á. Mấy cái cây mà muốn sửa thành một cái thế mà gọi là để mà đẹp xuất sắc thì người ta cần kiếm một cái bộ đế mai cho nó phù hợp, và kiếm một cái cây mai thân thủ cho nó phù hợp thì mới ra được một cái cây đẹp rồi nha. Thế còn ví dụ như hàng này thì chỉ cần hàng cột điện này thì anh em chỉ cần là tay tà nó ra đeo, bẻ ra tứ phía đeo lên một cái dù, đậy một cái dù này này đó, phá một cái dù như vậy là gọi là ổn định rồi nha, chứ còn không thể đòi hỏi nha. Bởi vì mai mà cây cảnh mà, muôn vàn muôn thế, ai tiền nhiều thì chơi cây lớn tiền, ai ít tiền thì chơi cây nhỏ tiền, nó chỉ vậy thôi nha, mình chẳng có gì đâu. Cái quan trọng là cây của bạn là làm sao cho nó hài hòa, phù hợp, cho nó đều tay đều tán là được rồi, nhưng không yêu cầu nhất thiết. Cắt giật đây thì nó có một cái điểm hay ở điểm này nha. Khi anh em cắt giật thì ví dụ như anh em giật mà cái điểm ngay đây này, đây nha, để mình quay kỹ cho anh em xem cái điểm giật của mình, điểm giật ngay đây đúng không, đây thì nó sẽ đẻ ra khoảng tầm mấy nhánh này nha, anh em để ý này, nó sẽ đẻ ra mấy nhánh ở gần khu vực đó, một nhánh, hai nhánh, ba nhánh,
thì nó sẽ được nhiều nhánh. Thì khi mình cắt giật vậy thì mình sẽ ví dụ được ba nhánh vậy, thì một nhánh bẻ sang đây, một nhánh bẻ sang đông, một nhánh bẻ sang tây, một nhánh bẻ ra đằng trước. Thế là nó kín cái cây thôi nha, cắt giật thì chỉ có lợi thế cái điểm đấy thôi, nhưng mà nó sẽ bị lâu lâu ăn hơn là để nguyên. Ví dụ như cái này cắt giật thì cuối năm cây này bông, lượng bông sẽ rất là ít hơn những cái cây mà không cắt giật như thế này. Những cây không cắt giật thì lượng bông nó sẽ nhiều hơn, bởi vì hiện là nó đã đi trước. Mình sẽ quay sơ này, hai cây này nó tốt như nhau nha anh em, hai cây này nó tốt như nhau. Thì anh em có thể thấy là cây này bây giờ nó kín tàn rồi, chỉ cần đi một hai cây đọt nữa là bắt đầu nó vô nụ luôn. Ở mình thì nó vô nụ rất là sớm anh em, tháng 5 là vô nụ rồi, chứ không giống ở trong những nơi mà nắng nóng họ vô nụ muộn hơn. Còn khu mình tháng 5 thì thử hỏi là bây giờ đang là tháng 2 rồi, thì như thế này thì vô nụ vẫn được, nhưng mà cái mắt lá sẽ thưa và tỷ lệ nụ nó sẽ bị thua thằng này nhá. Đó, cho nên là cắt dập đó thì ít khi người ta cắt lắm, trừ khi là những cây mà kiểm cây mai mà họ chơi mai thế hoặc sửa theo những cái lối mà ví dụ như là văn nhân này, hoặc là sửa theo các lối là ví dụ như là tản đa hoặc là tản thông, hoặc là nói chung là các loại thế vân vân và vân vân anh em, thì họ hay cắt dập để tạo ra được những cái tác phẩm nó nghệ thuật, mang tính chất nghệ thuật khá đẹp. Còn giống như mình thì thuộc hàng bông, anh em phải hiểu mình thuộc hàng bông. Hàng bông thì quan trọng là phải nhiều nhánh, nhiều cành tốt, rồi nhiều hoa là thắng. Cho nên là mình tùy theo, phụ thuộc theo tùy cái cây, cho nên là cứ không phải nhất thiết cứ cây nào cũng phang đi cắt giật đâu nha. Rất nhiều anh em cứ hỏi thăm là sao của em cắt giật lá nó ra nó dài, mắt lá dài thì rõ ràng rồi. Khi anh em cắt giật đây là những điểm cắt giật nha anh em. Đây, khi anh em cắt giật ở những cái điểm này thì nó sẽ ra tay rất là nhiều. Một tay đây này, đây là một tay nhá. Rồi tiếp tục ngay cái điểm này là tách ra một tay này, điểm này tách ra một tay này. Thì nói chung thì anh em bẻ sẽ mau kín tàn thôi. Khi anh em cắt giật được thì anh em bẻ nó cũng rất là nhanh kín tàn. Vì vậy cho nên là phụ thuộc tùy theo từng lối chơi và tùy từng người. Hay là theo ý kiến của mình thì không nên cắt đôn nha anh em. Theo ý kiến của mình không nên cắt đôn. Khi anh em cắt đôn nó rất là nguy hiểm cái điểm này. Cái cành này nó mới ra này anh em để ý này, nó ra nó rất là khỏe, sung. Nó sung chứ không có nghĩa là cái cây này nó sung nha anh em. Chứ nếu cái cây hồi nãy không cắt đôn cây bên kia nó cũng sung cực kỳ rồi. Nhưng mà cái cành này anh em để ý này, lỡ may mà gặp một cơn gió lớn á là nó thổi là bay mất cái cành này. Đồng ý là mình đi dây, nhưng không phải là cành nào mình cũng đi kịp nha. Hoặc là đây này, cái mối cắt giật của mình này nha, là nó rất là cành này. Anh em thấy là rất là yếu. Liệu ở khu mình nhá là Tây Nguyên, cho nên là lượng gió rất là lớn. Mình may là có bức tường đó, chứ không có bức tường đây thì chỉ cần chở gió đầu mùa và mùa mưa thôi nhá, là nó thổi là không còn một cái cành trên cây luôn, thổi bay liền, cỡ này là bay liền. Bởi vì những cái cành này, những cái vết tì này nó còn non, còn yếu lắm. Chứ còn những cái cành mà mình ghép từ năm ngoái nó sẽ già hơn và nó khó bung hơn, khó bị thổi bay hơn. Hay nói chung là hôm nay video là mình chỉ giải thích như vậy thôi nhá. Người thích cho anh em xem thử có nên cắt đôn cho mai không, bởi vì có rất nhiều anh em thắc mắc hỏi, thì mình cũng tiện làm cái video để chia sẻ anh em cho nó dễ. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Thì nói chung là cắt đôn hay không cắt đôn thì cũng phụ thuộc tùy người, tùy dáng thế và tùy từ một cái cây. Nếu như cây anh em mà ghép ví dụ đúng vị trí, đúng hương, đúng hết thì không nên cắt đôn làm gì. Bởi cắt đôn cành nhánh nó ra như thế này anh em đấy, nhưng mà nó gió nó thổi là dễ rụng bánh diều hâu lắm này. Mà đặc biệt nó đi rất là nhanh, dài đòn. Nó đi rất là dài đòn, đi gang. Mắt lá nó thưa là một. Hai đi dài đòn, gió thổi dễ bị gãy. Nhưng mà bù lại được một điểm là cây nó kín tàn từ trong kín ra. Còn nếu anh em không cắt đôn thì sẽ khó kín cái tàn từ phía trong kín ra. Vì vậy cho nên là tùy theo lối chơi, tùy từng người. Và cũng tùy từng một cái cây, để ta có thể xác định là có nên cắt dập, cắt đôn hay không nha anh em. Giống như các cây mai miền Tây này sẽ chơi sau Tết rồi, tàn sơ thì cành nó ra ít, cành nó ra chúc nó nhiều nhưng mà ra ngắn thì không sợ gió. Xin tổng chào toàn thể quý vị, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.